Nói tụi nó bắt khóc chứ. Bắt khóc à? Bám rồi. Con ăn chưa? Con ăn sáng chưa? Con ăn bánh bao chưa? Đấy. Con ăn bánh bao đi. Cho tụi mẹ về. À, để chúng con à. Con ngủ dậy lâu chưa? Đó mà ba nạt em đó. Mình mới dễ sợ chứ. À ba. Ba ra ngoài đường á mẹ. Alo, ba ra ngoài đường ba mua cho em cái bánh sinh nhật, em muốn ăn bánh sinh nhật nè. Em muốn ăn bánh sinh nhật. À ăn bún à. Ăn bún à. À em muốn ăn bún, đi mua bún cho em. Em có muốn cho em ăn đi. À rồi ba chờ em đi mua bún kìa. Thôi mà. À, con tắt máy đi rồi ba chờ con đi mua bún ăn nhé. Cho mẹ làm việc thằng á. Nên sáng mới ngủ dậy bà khỏi rồi đó. Khi tối nó ngủ mỡ là bà nó ngủ mỡ á. Bà nói bệnh sinh nhật, đó. Nhưng mà tối về mua nó chưa cho mình mua. Nói mới trong màn đó là từ bệnh sinh nhật nữa. Bệnh sinh nhật mua về ăn cho cái kén cho mấy. Mua bánh nhỏ 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 đó. À, thì mua bánh nhỏ nhỏ thôi chứ. Hai quế bánh nhỏ nhỏ là 50 70 cái ở đây là 150. Bé đó đó, bé bị mù viêm á. Chị em muốn khóc luôn á chị. Ừ, thẻ này cũng bị nhéo mà. Lúc mà nó đã hồi cáo nó đi lên cái chị thấy sơ sơ nó cái đồ bên tay đây này. Cái chị kêu lại. Thẻ cục là nằm đảo khổ luôn á. Con bé nó mở hang mặt tay nhỉ.
tay qua đi vệ sinh gì rồi hả? Mấy ngày nào cũng thấy nó đi lại đó. Mình dẫu xuống. Yeah.